cho sau này mà thực sự doanh nghiệp có quan tâm thì chúng ta sẽ làm việc trực tiếp. Và chúng tôi theo nguyên lý là mỗi doanh nghiệp một công thức riêng chứ không có chung, tức là khi mà đến doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ tìm hiểu về cái hiện tại hiện trạng họ đang như thế nào, chúng tôi sẽ áp dụng đúng như vậy chứ không có áp dụng một cái quy trình chung. Giới thiệu sơ bộ về việc chúng tôi thì đây là các cái phân bón mà bên việc chúng tôi đã được lưu hành tổng cộng là 52 loại phân bón. Để đây là đã được tổng bộ vệ thực vật cho quyết định lưu hành. Trong đó thì có tổng cộng là 44 loại phân bón hữu cơ đã được lưu hành và công bố quy hết hiện nay nó đang bán trên thị trường. Thì cái này là cái ưu thế của chúng tôi là vừa sản xuất, vừa nghiên cứu và vừa chuyển giao công nghệ cho các hơn, và thậm chí là có thể mua luôn cái sản phẩm của các công ty đến về bán luôn. Hiện nay thì về chúng tôi thì sự thuộc sở khoa công nghệ Long An quản lý, và hầu như chúng tôi thì lại không bán lẻ trên thị trường, đa số là bán cho các nhà máy lớn, cho các cái trang trại lớn, chứ còn chúng tôi không có thời gian để bán nhỏ nhỏ. Bởi bán nhỏ nhỏ thì thứ nhất là chúng tôi không có khả năng đi đòi nợ, và thứ hai là cũng không có nhân viên kinh doanh, cho nên là đa số bán trực tiếp cho các nhà máy lớn, ở các cái trang trại lớn, và họ sẽ lấy số lượng đồng tấn khoảng 100 tấn trở lên thì chúng tôi bán, chứ còn dưới thì chúng tôi sẽ chỉ cho người khác. Và đây là các cái quyết định mà lưu hành của phân bón của viện chúng tôi, trong đó thì là quyết định 606, quyết định 168, 968 và quyết định 2724. Đây là các sản phẩm mà chúng tôi cũng đã thương mại hóa trên thị trường. Về chúng tôi thì chủ yếu mạnh về vi sinh, nhưng mà thực chất thì hiện nay chúng tôi có khoảng 25 cán bộ nhân viên kỹ thuật, cán bộ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi và là chuyên gia đánh giá hệ thống, đánh giá sản phẩm, và hầu như là chúng tôi một năm gặp nhau chắc cũng khoảng một vài lần. Đây là các sản phẩm mà chúng tôi đã thương mại hóa sản phẩm trên thị trường. Các cái công trình này là do các nghiên cứu của chúng tôi, các nghiên cứu này thì hầu như chúng tôi không có đăng các cái bài báo, cũng như là cũng không công bố nhiều, cứ làm là sản phẩm nó bán thôi. Nói chung là dân nông dân thì biết, chứ còn nhiều khi là các nơi các trường các viện thì hầu như là cũng không biết. Còn đây là cái một số sản phẩm, ví dụ như đây là sản phẩm về về giống vi khuẩn của bình đẳng, hoặc là vi khuẩn Bacillus là chuyên để trị sâu, trừ sâu, phòng trừ sâu. Những cái sản phẩm này chúng tôi bán thì nông dân nó cũng mua rất là nhiều, nhưng mà thường thường là chỉ có các nhà phân phối thì họ mua, và chúng tôi thì bán với số lượng lớn. Còn chúng tôi cũng có đưa ra các sản phẩm phân bón, phân bón trên thị trường, phân bón sinh học, đây là phân bón để phân bón sinh học xuyên với acetamin. Số cái sản phẩm về phân bón rồi cũng như là các cái sản phẩm vi lượng để giới thiệu sơ. Đây là cái sản phẩm mà chúng tôi bán khoảng hơn 10 năm nay. Và giống như là Bắc Nga, chỗ Bắc Nga đấy thì có 10 tấn phân bón, chúng ta mua 1 ký này về là xong, là sàn xong, cần phải làm một cái gì đâu. Tức là bác cứ mua 1 ký này về xong, bác phun cho 10 tấn phân bón để một tháng sau đó là có phân bón, phân bón ngoài thì cũng sử dụng. Cái này đã được các nơi họ sử dụng rồi. Các nơi họ xử lý phân bón, rồi phân heo, phân gà, phân gì đấy thì cũng sử dụng cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì có giá là gần như biết là 300 ngàn 1 ký. Đó, công khai trên cái site cũng có. Sản phẩm này hiện nay là dân mua cũng sản rất nhiều. Chúng tôi đa số bán cái sản phẩm này thì đa số bán nguyên liệu cho các công ty về họ phối lại để họ bán cho thị trường. Họ bán cho mấy cái sản phẩm mà dạng như OEM hoặc là sản phẩm mà Chico ở trên thị trường là các công ty không mua cái này. Còn về nguyên tắc này bán cho công ty nào thì tôi không thể công bố được, vì cái đó là bí mật. Ở đây thì chúng tôi cũng có đưa ra một số cái sản phẩm, dòng sản phẩm này. Ví dụ như đây cũng là cái OEM, nói chung là các dòng sản phẩm vi sinh hữu ích. Ở đây là các dòng sản phẩm mà về phân hữu cơ, phân hữu cơ mà có hàm lượng cali cao, hoặc phân hữu cơ có hàm lượng là cái này là phân hữu cơ mà sử dụng cho các cái loại chúng tôi cũng có. Các dòng sản phẩm này thì đa số là đưa để cho các nhà phân phối và bán, chứ chúng tôi không bán trực tiếp. Rồi về để cho lúa cũng có, nói chung là cũng đa dạng sản phẩm đó. Hiện nay thì đang là nổi lên cái mít, cho nên là cũng bán sản phẩm được không biết. Về phân bón thì nếu một trường hợp mà doanh nghiệp mà làm với số lượng mà khoảng 200 tấn thì chắc chắn là anh sẽ phải bán ra thị trường, và muốn bán ra thị trường thì bắt buộc phải hiểu về quy định phân bón, tức là các quy định về phân bón. Hiện nay quy định mới nhất của phân bón là nghị định 84/2018/19 của chính phủ và 84/09 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đây là hai cái nghị định và hai cái cơ sở pháp lý để làm phân bón.
Nếu trong trường hợp muốn làm phân bón mà thực sự có bán trên thị trường thì phải sử dụng tới hai cái văn bản pháp lý này. Nghị định 84 này là theo cái luật trồng trọt, theo cái quy định của luật trồng trọt. Đây là các cái về quản lý phân bón trên thị trường. Quản lý phân bón trên thị trường thì hiện nay thì có khá nhiều. Nói chung là hai cái tôi nêu là hai cái chính, tức là nghị định 84 theo luật trồng trọt, trong nghị định 84 của thông tư 09, cái đấy là chính. Nhưng mà còn xung quanh nó về các cái phạt, về các cái điều kiện, về các cái này cái khác thì nói chung nó học là đủ thứ, có nghĩa là rất là nhiều thứ. Và chúng tôi là một trong những đơn vị đầu tiên khi mà các nghị định của các thông tư ra đời thì chúng tôi hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp sản xuất phân bón, và ngày hôm trước ra nghị định thì ngày hôm sau có hướng dẫn về luật trồng trọt thì giải thích phân bón là như này. Đó, đây là các cái điều kiện về phân bón. Tất nhiên là khi chúng ta sản xuất thì chúng ta phải tuân thủ luật thôi. Nếu trong còn là trong đất nước Việt Nam thì chúng ta phải tuân thủ theo đúng luật. Về phân bón thì đối với lại một số loại phân bón hiện nay, đối với phân hữu cơ thì chúng ta không cần phải khảo nghiệm. Còn lại một số loại tất cả các loại phân khác, phân hữu cơ và phân đơn không phải khảo nghiệm, còn tất cả các loại phân khác thì phải khảo nghiệm. Đây là cái nghị định 84. Và cái nghị định 108 như thầy Dượng đã nói thì nó đã là bị bãi bỏ rồi, nó bãi bỏ theo cái nghị định 84 rồi. Và thực sự thì chúng tôi chạy theo nghị định cũng rất là mệt, từ 2022 sang 108 sang 84 là chúng tôi chạy là coi như là nói chung cũng xích với xe bàn, cũng tốn rất là nhiều chi phí. Nhưng mà hy vọng là nghị định 84 này, ta nghị định 84 này sẽ ổn định. Thông tư 09 quy định về các loại phân bón. Thông tư 09 này quy định tất cả các điều kiện của phân bón. Anh muốn làm phân bón thì bắt buộc phải làm theo đúng thông tư 09. Nếu mà làm sai thì khỏi bán trên thị trường Việt Nam. Về phân hữu cơ theo bài số 17 trong cái thông tư 09 này thì nó sẽ nói về hàm lượng chất hữu cơ về lớn hơn 20%. Như vậy thì phân sản xuất ra sau khi đó thì bắt buộc cái điều kiện về lớn hơn 20% sẽ thu hoạch được. Còn nếu nhỏ hơn 20% thì không được. Tất nhiên nó kèm theo một số cái điều kiện pH phải lớn hơn 5C trên N, tỷ lệ C trên N phải nhỏ hơn 12. Đấy là những cái điều kiện, và độ ẩm bắt buộc phải dưới 30. Phân của anh thì 50%, nếu trong trường hợp như là thầy Lượng với thầy Khang trình bày với trường hợp uống vi sinh xong thì có thể là độ ẩm cũng sẽ đảm bảo. Thế nên là hoàn toàn có thể ứng dụng được cái vi sinh. Đấy là cái theo, tức là nếu mà chúng ta làm phân ra thì bắt buộc chúng ta phải tuân theo luật. Ngoài ra thì có các phân sinh học, từ cái phân heo của anh có thể làm là phân sinh học hoặc là phân vi sinh vật và phân sinh học vi sinh. Tất nhiên là những cái loại phân này thì hiện nay muốn mà sản xuất và bán trên thị trường thì bắt buộc nếu một công ty của anh mới thì có thể là phải khảo nghiệm. Nếu trong trường hợp mà cần thì có thể là sử dụng cái công thức của cái này để lưu hành và bán trên thị trường, hoặc là có thể được. Nói chung vẫn có cách để làm được. Rồi ngoài ra thì có một số loại phân khác và quy định, thì cái này thì mọi người về có thể tham khảo thêm những cái mà tôi đã nói ở trong cái tiêu chuẩn. Ngoài ra thì trong các cái nghị định 09 này, cái thông tư 09 của Bộ Nông nghiệp này cũng quy định về các hàm lượng các chất có hại, các chất hạn chế. Đặc biệt như đấy thì cũng có nhắc đến, và đó là gì? Đó là các cái yếu tố kim loại nặng, arsen, cadmium, thủy ngân, trì. Do đó thì ở Việt Nam chúng ta thì hàm lượng trì là khá cao, còn arsen thì chủ yếu ở các vùng đất ở phía dưới Việt Nam và các vùng phía Nam thì hai vị. Thực tế tôi đánh giá công nghiệp hữu cơ cho một số cái trang trại của đất mà trồng lúa ở dưới khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cái chỉ số arsen thường thường là hai vị ngưỡng cái chỉ số này, còn lại thì đa số là chúng ta đã hết. Còn nếu phân mà nhập từ rác thì cái hàm lượng trì rất là cao, và như một cái cục pin mà chúng ta thải ra rác ấy thì nó sẽ ra, nó ô nhiễm khoảng vài tấn rác. Một cái cục pin tiểu mà chúng ta thải rác, chúng ta để ở đấy thì nó sẽ ra có thể ô nhiễm vài tấn rác, vài tấn. Tuy nhiên thì ở đây thì nhà đầu tư đang sử dụng được phân heo, cho nên cái vấn đề này cũng không vấn đề gì đâu. Đối với lại các cái kim loại nặng thì không vấn đề gì. Và đặc biệt phân heo thì cũng không sợ, ở trong quy định yếu tố hạn chế là salmonella và E. coli thì phân heo cũng không sợ lắm. Phân heo không phải vấn đề lớn. Nếu mà phân gà thì chắc chắn là cái hàm lượng salmonella đặc biệt sẽ chết. Rồi, tôi xin giới thiệu một số sơ về công nghệ sản xuất phân bón về hữu cơ. Nói chung là đây tôi nói chung thôi chứ không có nói là chi tiết như bên anh Hùng đâu. Tại vì tôi thì quan điểm là nhà đầu tư thì sẽ làm việc chi tiết, và sau đó thì bàn cụ thể hơn. Thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng hai cái cách làm đối với lại cái vấn đề đưa ra, đó
tôi sẽ sử dụng hai cách. Thứ nhất là oxy hóa không bằng lửa. Oxy hóa không bằng lửa đây nên là khi đó, tại vì quay với 200 tấn một ngày sản lượng rất là lớn, không phải chỉ ít đâu. Tức là với sản lượng 200 tấn một ngày thì nếu mà uống men vi sinh, đấy, cái tưởng tượng là uống men vi sinh thì phải uống một tháng. Như vậy thì một tháng 30 ngày nhân với 200 tấn thì nhân lên bao nhiêu tấn? Thì lúc đấy cái mặt bằng để uống khá là lớn. Cho nên là trong trường hợp này thì chúng tôi đề xuất anh nên sử dụng cái công nghệ oxy hóa không bằng lửa. Tất nhiên đầu tư công nghệ này nó sẽ tốt nhé. Oxy hóa không bằng lửa này là chúng ta lấy cái phân heo đấy, chúng ta cho nó vô lên khoảng liên quan cái đường ống, trong cái đường ống, cái ống đường ống nó sẽ có là khoảng 300 độ, ở đầu vào là 300 độ, đổ ra thì nó còn khoảng 8 mấy độ thôi. Thì lúc đấy thì cái phân heo đấy nó sẽ bị các mong hóa, các mong hóa nó hành giống như là biochar. Và với cái đường đấy thì nó sẽ khá là tốt, khá là tốt. Cái này thì thực sự thì khi nào mà công ty thực sự mà đã quyết tâm làm và đồng thời ấy, thì chúng tôi sẽ dẫn đến những người mà chúng tôi đã làm thì như đấy sẽ dễ hơn. Ở thì khi mà nguyên liệu được oxy hóa không còn lửa, không còn lửa tức là không sử dụng lửa đến lúc mà ở đây nó sẽ qua một cái giống như là phun giống chất phun vậy đó, thì nó sẽ thành ra cái dạng mà bao trang kia. Và lúc đấy thì sử dụng công nghệ này là sử dụng 300 độ. Thực ra cái này nó cực kỳ đơn giản, đó là nguyên một cái ống rất là dài, trong cái ống đấy sẽ bơm cái không khí nóng 300 độ luôn, và sau đó là cứ thế là đầu vào đầu ra và xong rồi cuối cùng ra, cuối cùng nó sẽ thành là biochar. Biochar này nó giải quyết được nhiều vấn đề. Chủ đầu tôi sẽ nói sau về cái ưu điểm. Sau đó sau khi mà ra biochar xong thì nó có khoảng 80 độ đấy, để phun trực tiếp men vi sinh lên cơ luôn, và những men vi sinh này có thể chịu nhiệt lên 105 độ, có thể chịu nhiệt hơn nữa, tại vì men vi sinh chúng tôi sẽ sử dụng tới cái men siam đất đấy, mà nó sử dụng tới 22 chủng. Trong 22 chủng này thì có những vi sinh chịu lạnh và có những vi sinh chịu nhiệt được. Có những vi sinh có thể phát triển từ trong đấu củ lên tới 67 độ C, 80 độ C. Tất nhiên là chịu lên 105 độ, mọi người phải hiểu nó là chịu được chứ không phải là nó hoạt động được 105 độ C. Đó là nó hoạt động lên 80 độ C nó vẫn sống được, nó vẫn hoạt động được, nhưng mà lên tới 90-100 độ C thì đấy nó sẽ dừng hoạt động, nhưng nó không chết, nó không chết. Và sau khi uống men vi sinh thì nói chung là tùy nhà đầu tư. Nhà đầu tư có nhiều tiền thì chúng tôi sẽ chỉ cách nhiều tiền, nhà đầu tư ít tiền thì chỉ cách ít tiền. Chúng tôi sẽ theo nhà đầu tư làm theo đúng cái mà nhà đầu tư có. Nó làm theo được nhiều tiền thì đương nhiên là hiệu quả hơn, còn ít tiền thì đương nhiên nó kém hiệu quả hơn, đó thì đương nhiên. Rồi sau đó thì bước 3 là sàn phối trộn ổn định thực phẩm, rồi bước 4 sẽ đóng gói. Tất cả những cái này chúng tôi đều có thể tư vấn công nghệ và cũng có thể là tạo máy móc thiết bị cho được. Hôm nay thì có một anh tiến sĩ quái nhân của bên tôi nhưng hôm nay cũng bận rồi, nên không đến. Anh này thì có thể chế tạo tất cả những gì chúng ta cần. Và về ưu điểm thì thời gian xử lý nhanh, thời gian xử lý nhanh lắm. Là cái oxy hóa không còn lửa chỉ mất trong khoảng thường là mất trong khoảng là 10 phút, nó đi qua cái ống đấy thì nó khoảng 10 phút rồi sau đó nó ra nó nguội. Thì sau khi nguội xong thì chúng ta có thể phun men vi sinh vô, mà men vi sinh này thực chất không phải là xử lý, lúc này không phải xử lý mà chúng tôi cung cấp cái men vi sinh, mà lúc nãy tôi giới thiệu là men vi sinh virus ấy, phun vô để làm gì, nó nhân sinh cố lên. Và lúc đấy trong men thì trong phân vi sinh đấy hầu như là hàm lượng men rất là cao. Men vi sinh cố định đạm, men vi sinh phân giải đơn, men vi sinh phân giải cellulo, men vi sinh đối kháng với lại các sinh vật gây bệnh. Rồi men vi sinh có thể là khả kháng biến trùng, về nấm xanh, nấm trắng, nấm tím, với bỏ đồ kháng biến trùng, hoặc là thần diện đỏ hay gì đấy là nó đi xuống, nó đi sạch thôi. Đó, thì hoàn toàn có thể sử dụng một loại phân. Và loại bỏ hoàn toàn các mầm vi sinh vật gây hại. Thực sự thì phân heo ra thì thường thường cái nguồn thì nó có cái nguồn coliformoculin, tức là nguồn vi sinh dùng được từ con heo ra. Thì nó sẽ loại bỏ cái phần vi sinh vật gây hại trong đó. Và tăng cường là cái biochar, chúng ta hiểu rồi, biochar thì bản chất nó là than sinh học, trong đó nó bắt cái lỗ sốt và phân heo đấy ra thì khi mà nó than hóa thì nó các cái lỗ sốt vi sinh nó sẽ vô đấy phát triển và lúc đấy nó trở thành là các cái nhà máy vi sinh nằm ở trong đó. Thì phân thực sự nó là phân vi sinh chứ không phải là phân hữu cơ. Nhưng mà về bản chất trên thị trường thì anh vẫn phải công bố là phân hữu cơ để đi bán, còn không thì anh phải làm khảo nghiệm trong vòng một năm nếu lại các loại cây ngắn ngày, còn 3 năm đối với lại cây dài ngày. Thế đó thì nó hơi lâu. Còn nếu cần thì có thể sử dụng ngay công thức của bên chúng tôi là hợp tác. Sử dụng công thức của bên chúng tôi bán ở thị trường cũng được. Rồi có thể tăng cường được các vi sinh vật hữu ích có chủ đích. Chủ đích là gì? Chủ đích là đây là chúng tôi bỏ vô, chúng tôi sử dụng bỏ vô. Mình bỏ vô, mình thích con nào thì mình bỏ vô đấy thôi. Tức
là mình thích PC và cố định đảm thì mình bỏ qua cố định đảm, mình thích để lên cho luôn, và nó gọi là chủ đích. Nghĩa là khi mà mình đã sử dụng cái oxy hóa qua ngọn lửa đi rồi thì sao, thì các vi sinh vật nó hầu như khá bị tiêu diệt khá nhiều, hầu như gần hết, thì lúc đấy chúng ta bỏ những vi sinh vật chủ đích vô là ok đó. Thì cái này hoàn toàn chủ động, và phương pháp này thì đương nhiên là tốt rồi. Và sản phẩm đây thì có cái ổn định, đặc biệt ở đây thì viện chúng tôi có hiện nay có đang phát triển thêm cái nấm rễ. Cái nấm rễ này nó không giống như các nơi trên thị trường, nấm rễ các nơi trên thị trường sẽ sử dụng cái nấm rễ là các nitrogen, tức là các loại nấm rễ cộng sinh, và chúng tôi sử dụng luôn các cái chủng chicorhinae, các chủng chicorhinae này chúng tôi chọn lọc khá nhiều. Và nói chung là cái này khoảng 10 năm thì có một thời cô đừng đăng cái tin ngồi chơi ngồi đấy ngồi một lần lên sẽ bắt đầu ngồi lấy mẫu về về phân lập ra các cái chủng. Thì hiện nay thì chúng tôi có thêm cái dòng nấm rễ, mà nấm rễ này là nấm rễ nó khác với lại cái xu thế của thế giới. Xu thế thế giới là sử dụng cái nấm rễ cộng sinh, chúng đấy con nấm rễ này nó phải cần điều kiện phát triển khá là nghiêm ngặt mới phát triển được. Mà chúng tôi sử dụng cái loại nấm rễ mà nó nói chung rất là phổ biến, nó rất là phổ biến. Tất cả những sản phẩm này, tất cả những chủng này thì hầu như chúng tôi đưa vào sản phẩm hết, và hầu như là cũng số nơi họ cũng lấy một phần lọc của họ làm gì đấy thì tôi kể không sao, cứ phân lọc thoải mái để làm gì làm tốt cho dân được rồi. Chúng tôi không quan tâm đến cái việc gọi là người ta ăn các công nghệ hay gì cả, cứ lấy họ lấy phần lọc ai phần lọc được cái quan gì thì lấy cũng đấy không sao. Nhưng mà chúng tôi vẫn biết là sản phẩm chúng tôi tốt nhất vì chúng tôi biết là sao. Nhiều nghĩa thì chi phí đầu tư khá cao, chi phí đầu tư cao hay là xây dựng nguyên một cái hệ thống để làm oxy hóa bằng lửa phải có cung cấp nhiệt lượng cho cái quá trình đấy. Tất nhiên cái nhiệt lượng đấy thì bên tôi sẽ tối ưu được cái chỗ là khi mà anh sử dụng ngay, có thể là ngay sử dụng ngay cái bồn ban đầu thôi, mà sau đó phải sử dụng phân heo để đốt lên cái 300 độ đấy, và cái than của phân heo đấy cũng có thể trộn vô trong cái biochar và sản phẩm thành phẩm, cho nên hoàn toàn là nó cũng sẽ giảm tối đa cái việc về chi phí về nhiên liệu để vận hành. Tất nhiên là chúng tôi sẽ, tất nhiên là nó phải tốn, chứ phải không tốn đâu, nói cái này mà không tốn thì nó là lừa nhà đầu tư bắt buộc nó phải tốn và tốn nhiều hơn so với bình thường, và cần kỹ thuật vận hành của trình độ cao. Anh mình có lời cái vận hành chứ không anh bảo tôi xuống đấy vận hành thì cũng chỉ được khỏi tôi khỏi chuyển giao thôi. Bảo tôi anh chuyển giao xong anh xuống đấy vận hành chúng tôi thì thôi khỏi không chơi, tại vì tôi không có thời gian để đi vận hành với anh phải có người tôi sẽ chỉ cho những người đấy làm nguyên cái ekip, bởi vì những người đấy họ làm đây trực tiếp đấy họ mới hiểu được cái bản chất vấn đề của họ điều chỉnh được. Chứ còn nếu trong trường hợp bắt tôi xuống thì hoặc là bắt tôi điều kiện từ xa thì tôi cũng không chịu, không làm được. Công nghệ thứ hai là công nghệ rẻ tiền hơn, đó là công nghệ vi sinh vật. Công nghệ này thì đơn giản giống như thầy Khang với thầy Lượng trình bày đấy, đó là sử dụng vi sinh để bổ, vấn đề là cái chủng vi sinh nào thôi. Hiện nay thì chúng tôi vẫn đang bán vi sinh cho các nơi để bổ rác, thì đơn giản thôi, quy trình này thì rất là đơn giản, đó là nguyên liệu bổ vi sinh chăm sóc cố bổ sàn cố trộn ổn định và đóng gói. Cố trộn này là gì? Cố trộn này là cho phù hợp với lại cái thông tư với nghị định. Công nghệ này thì chủ yếu là ủ theo đông hoặc là ủ theo bồ thì gì đấy, nói chung là theo tùy của mình có tiền thì mình sẽ xây bồ xi măng lên, và nếu mình không có tiền thì mình đổ đóng bình thường xuống đất cũng được, và nếu mà trong trường hợp mình có tiền nữa thì mình trải cái sàn xi măng để đảm bảo nhất có thể, tức là tùy vào cái vốn đầu tư của mình. Chứ còn nếu mà trong trường hợp mà áp dụng theo một cái có sẵn thì lúc đấy chi phí nó khá là cao, nó tính phải tới nếu mà 200 tấn thì tính cũng được 600 tỷ. Cái này là một thực tế, đây là ngoài cái HTV, này là hồi đấy là mới bắt đầu làm, tôi là thường gian phải đứng đếm phân và ngửa phân, cái này phân bò ở đây HTV để tôi kích thích cho họ để họ làm việc. Tôi gian khám với họ đó là bàn đen, tức là nguyên tôi cũng khối ủ. Đấy HTV thì họ như thế này, họ sẽ lấy phân lỏng ra, sau đó họ ra họ đào các cái hố trong các đồng cỏ của họ, sau đó họ đổ phân bò xuống, rồi sau đó đổ phân bò xuống họ hút cái nước đấy lên và tiếp bò, rồi sau một thời gian cái bã phân bò còn lại thì nó sẽ ủ, và họ mời tôi ra là để làm gì, để ủ men vi sinh cho cái phân bò này, và tôi phá câu là không cần cái ủ men, tôi đâu cứ thế đào trộn lên bã được. Và lần đầu tiên họ bảo rằng là lần đầu tiên có người đi bán men thì họ không cần cái ủ men, bởi vì đơn giản là gì, tất cả những cái này của họ đã đủ máy rồi,
sau khi lại 6 tháng một năm ở các cái phố của người ta là người ta uống mai hoàn toàn không cần được cho thêm men vi sinh để uống. Nhưng mà bù lại thì họ sẽ mua men vi sinh của tôi để làm gì, để bổ sung vô để vi sinh có đỉnh đạm, vi sinh có thể lên, đó là họ uống men vi sinh đấy để tăng cường cái vi sinh cho cái phân đó. Thì đây là cái mà họ làm đối ủng hộ. Tất nhiên là cái này là cái khởi đầu của cái nhà máy này, hiện nay thì nó khác rồi. Đây là cái phân bò của TH đổ ra và giải quyết được vấn đề này khá lớn, và chúng tôi giải quyết được vấn đề này cho ngoài đó. Đây là cái lượng phân bò nó cứ đổ ra như vậy đó và móc lên phơi. Đây là các cái hố phân bò đã được khai thác, sau đó đưa đến phòng bán luôn. Ví dụ nhà đầu tư có tiền đầu tư cái máy này là tầm khoảng 7 tỷ. Máy này thì nó sẽ bằng khoảng 1.000 cái máy cơm 5-6 năm mới chạy tốt. Cái máy này một giờ nó có thể đảo trộn được khoảng 4.500 phút. Cái này tóc chân có thể mua được của hàng, cái này là của Nhật, tóc chân của Nhật hoặc là có thể hàng công tác của Đức tùy tùy thôi. Thực ra thì cái máy này rất hiệu quả, hiện nay thì ngoài đó mua được ngoài TH thì có khoảng 3 cái. Còn cái này thì mới mua đây là một nơi mới mua. Thì cái máy này nó rất là hiệu quả vì nó đảo luôn cái đối thủ, đảo thường xuyên và nhanh hơn, hơn được nhanh hơn. Còn nếu trong trường hợp mà 4.500 khối nó đảo trong 1 giờ, nếu mà sử dụng sức người thì nói chung là cũng hơi tốn kém, hơi tốn chút lượng người. Thì chúng tôi đã tư vấn cho họ mua cái máy này và họ đã quyết định là đầu tư. Ví dụ như chú Huy ở Long An thì hiện nay là tư vấn cái đồ mà mấy năm nay cũng chưa mua, đơn giản là bởi vì chắc là chú sử dụng cái móc, cái móc, cái gầu múc, múc xong là đảo, múc xong đảo. Tức là khi mà chú sử dụng móc đồ trên cái xưởng của chú có các cái cột nữa, cái ông bảo làm cái móc đấy cứ mũ gạch cái rớt cái cột đó. Nói chú bảo chú làm như vậy là họ đi dùng cột nhiều hơn cái máy, nhưng chú vẫn chưa mua bất kể cái sao vậy. Nhà đầu tư một tùy thuộc nhà đầu tư. Cái đây là cái nhà máy ngoài TH ngay chỗ nghĩa đàn hay là nghĩa đàn luôn, trong ngoài nghĩa đàn. Đây là cái đường biên giới giữa Thanh Hóa với lại Nghệ An, cái đường biên giới đi ngang qua cái nhà máy này. Và hiện nay thì nhà máy này đang quá bỏ đang